Gầm cầu thang nó là một trong những cái chi tiết có thể nói rằng là nó là một cái phần góc chết, rất ít người mà chúng ta cân đối sử dụng. Nhưng mà nếu mà các bác chúng ta tận dụng những cái chi tiết như vậy, mình đóng những chiếc tủ, vừa là mình che được những cái góc, những cái điểm chết, và mình vừa có thể tận dụng được những cái tủ này mình để đồ rất là nhiều các bác. Thì hôm nay cơ sở bên em thi công cho anh khách một cái tủ dạng là chân cầu thang như này. Để quay cho mọi người xem bên trong nhé. Đó, rất là rộng. Đó. Bên trong này thì chúng em thiết kế tầng các kiểu cho anh chị chúng ta để đồ. Nói chung là ở đây thì chúng ta có thể tận dụng làm tủ áo cũng được nếu anh chị thích. Đó, hoặc là chúng ta để cái tủ dạng như là để đồ như này. Thì đây là một cái chiếc tủ để đồ. Ở bên trong mà chúng em thiết kế là chỉ có để tầng thôi, 5 tầng để đồ thôi, chứ không phải là dạng tủ áo hay là các cái dạng tủ bếp âm tường nha. Đó, dài này là tủ để chúng ta để đồ. Thì khi chúng ta thiết kế dạng như vậy thì đó, chúng ta thấy không ạ? Không gian nó sẽ rất là đẹp, rất là tiện dụng cho chúng ta. Đó, ngày hôm nay thì cơ sở bàn giao về cho anh khách một bộ ghế cột 14, chất liệu gỗ gõ đỏ, mặt dày 5 phân và tay lân nguyên khối. Đó, đây là một bộ ghế đã được hoàn thiện với tiêu chuẩn là một ghế băng dài, bốn ghế đơn. Đó, một bàn nối, một đôn, tổng cộng là 8 món cho một tiêu chuẩn hàng cao cấp nữa anh nhé. Đó, thì với chất liệu gỗ gõ đỏ thì cơ sở chúng em làm nhiều những sản phẩm. Đó, mọi người mai mốt có nhu cầu đặt những cái tủ âm tường hay là có nhu cầu làm vách lam hay là kệ bếp thì quý chị có thể liên hệ với cơ sở em. Đó, kể cả là cánh cửa cũng vậy, cầu thang, cơ sở là nhận hết các cái công trình theo yêu cầu, đảm bảo cho mọi người những cái chất lượng cũng như là cái giá cả tốt nhất.